Hôm nay thì bác sĩ sẽ chỉ cho các bạn một trường hợp mà bệnh nhân khi mà đến thì họ bị hỏng cái răng số 46. Đây chúng ta có thể nhìn thấy cái vị trí răng số 46 và cái răng số 47 bị mọc lệch, và răng số 48 thì nó cũng không còn chức năng gì nữa cả. Bởi vì cái răng đối diện của nó là một cái răng 18 mà nó mọc lệch ngoài ra phía ngoài má. Thế thì chúng tôi đã tiến hành nhổ cái răng hỏng, và sau đó thì chúng tôi đã tiến hành cắm vít và dựng trục cái răng số 7 lại. Và bây giờ thì chúng ta có một cái hiện trạng như vậy. Cái thời điểm bệnh nhân đến đây là thời điểm mùng 3 tháng 5 và bây giờ là mùng 10 tháng 9. Như vậy là đã 4 tháng rồi. Chúng tôi đã cắm một cái mini vít và gắn ba cái mắc cài, và sau đó thì nhổ cái răng khôn đi, nhổ cái răng hỏng đi và dựng trục lại cái răng số 7. Thế thì cái buổi hẹn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ kết thúc cái quá trình điều trị cho bạn bằng cách là chúng tôi sẽ cắm một cái chân răng nhân tạo implant vào vị trí răng mất, tức là vị trí răng 46, và chúng tôi cũng sẽ nhổ cái răng số 18 đi. Như vậy chúng ta sẽ có hai cái quá trình phẫu thuật: phẫu thuật nhổ răng 8 và phẫu thuật cắm chân răng nhân tạo cho vị trí răng mất. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào phòng phẫu thuật và chúng ta sẽ theo chân bác sĩ để chúng ta tiến hành chúng ta điều trị cho bạn. Quả thật thì chúng ta càng ngủ đủ thời gian thì chúng ta làm thì càng an toàn hơn. Thời điểm phẫu thuật mà chúng tôi lựa chọn thì cũng thường sẽ là đầu giờ sáng hoặc đầu giờ chiều này cũng được. Các bước cắm implant thông thường thì cũng là đầu tiên sẽ gây tê vô cảm cho bệnh nhân. Sau đó thì sẽ tiến hành bộc lộ cái vùng phẫu thuật, rồi là mình sẽ tạo hình cái vùng nhận ghép, chính là nhận ghép cái chân răng nhân tạo, đặt cái chân răng nhân tạo. Và nó giống như kiểu là mình trồng một cái cây, mình sẽ chờ cho đến khi cái cây đấy nó đã ăn vào đất, ổn định vào đất. Tức là sau khi mình đặt chân răng nhân tạo rồi, mình sẽ chờ cái khoảng thời gian để cho cái chân răng nhân tạo đấy tích hợp ổn định hoàn toàn với mô xương ở bên dưới. Thì lúc đó mình sẽ trồng cái răng lên trên một cách yên tâm. Khi mà chân răng mà đã tích hợp vào với xương thì cái thời gian nó tồn tại, tuổi thọ của implant là có thể kéo dài vĩnh viễn, rất là yên tâm để mình sử dụng. Trường hợp của bạn thì mình sẽ không sử dụng phương pháp flap lid vì mình thấy rằng là cái phần lợi sừng hóa của bạn ấy bị thiếu ở mặt ngoài, cho nên chúng ta sẽ rạch ở giữa sống hàm, sau đó chúng ta sẽ đặt implant và mình sẽ dồn cái phần lợi sừng hóa này ra phía ngoài một chút để mình bảo tồn nó. Hôm nay implant được chọn sẽ là 4.512 hoặc 5.012, đúng nào? Implant ở đây là đang chuẩn bị là 5.012 hả? Đúng không? Ok 5.012, và chúng ta sẽ cắm cái implant Superlight của Mỹ. Răng giả là thứ mà chúng ta có thể thay đổi được, tuy nhiên là vị trí implant là không thay đổi được. Cho nên mình phải đặt cho bạn một cái implant vị trí thật là đẹp. Chúng ta phải căn thật là nhiều hướng. Rồi, cái nước này nó chưa ra nhiều, em kiểm tra xem. Có đau không? Chịu khó thì đặt implant vào trong xương hàm thì không khó, tuy nhiên là bác sĩ cần phải tính toán làm sao đặt cái vị trí cho chính xác, bởi vì bạn ấy sử dụng cái này rất là lâu và chúng ta không thể thay đổi được vị trí của chân răng. Cho nên là điều quan trọng không phải là đặt cái implant này mà đặt cho đúng, đấy mới là điều quan trọng. Ví dụ như là nhổ răng đúng hay không đúng thì cái răng này nó cũng không còn nữa, mình nhổ mình loại bỏ đi. Chứ còn đặt implant này không đúng là cái chân răng nó cứ tồn tại mãi vào đấy mà nó không sửa được. Cái việc đặt đúng rất quan trọng, nhấn mạnh lại là đã đặt implant là phải cố gắng đặt đúng vị trí, đúng hướng. Như vậy bệnh nhân nhai, sau này ăn nhai nó mới ổn định. Em cắn lại nghỉ một chút, anh xong rồi anh đặt vào cho em nữa là được. Trong lúc chờ đợi thì anh sẽ gây tê hàm trên để anh nhổ nốt cho em. Thế ra anh xem nào. Một chút xíu chịu khó. Có đau không? Em mở mắt em nhìn cái implant này. Bây giờ anh sẽ bóc cái implant này. Mình sẽ đặt cái implant này, và cái implant này là của Mỹ. Em quay sang bên đây. Nhớ đây trường con. Đây, nhá. Rồi. 4512 đúng rồi. Ok. Đây. Rồi, há to anh xem. Em hút cho sạch. Đây là cái implant của bạn, và bây giờ chúng ta sẽ xem cái quá trình xoáy vào nhé. Mi xem cái chế độ tuyển chế độ cho anh coi. Rồi, em bỏ ra. Há to hết cỡ nhá. Như vậy cái ca này chúng ta đã căn chỉnh để không cần phải ghép xương và ghép lợi gì cả. Chúng ta sẽ có một cái phương án tốt cho bệnh nhân mà không phải can thiệp nhiều thủ thuật. Cái giải pháp tối ưu can thiệp tối thiểu là một cái thống nhất ở trong nha khoa hiện đại.
Tất nhiên là nếu mà mình cần thì mình vẫn phải làm. Tuy nhiên nếu mà mình có thể và không cần thì thôi. Tại vì mình làm càng nhiều thủ thuật trên một cái điều trị thì càng dễ xảy ra những sai lầm. Mình làm càng ít thì mình sẽ kiểm soát tốt hơn. Mình sẽ bạn mình thấy là cái xương của bạn ấy rất là ổn, rất là tốt. Khi mà chúng ta có thể vặn được cái implant này rất ổn định. Tại cái thời điểm này là đã 50 rồi. Mình có thể đạt được tầm khoảng 60 Newton. Mình đừng vượt quá 70 là được. Đặt cái healing nhá, anh đã xong rồi. Anh đang 4.5. Đây là cái vị trí cái implant mà sau khi mình đã đặt này, rất là ổn định. Rất là tốt, thì chúng ta sẽ banh ra cho chúng để quan sát rõ hơn đây. Đấy, rất là đẹp, vị trí implant rất đẹp và ổn định trong 3 chiều không gian. Và đặc biệt khi mà chúng ta vặn, các bạn sẽ thấy là vặn rất chặt tay lắm. Điều này chứng tỏ là cái ổn định của cái implant ở trong xương hàm là rất là tốt. Cho nên là chúng ta sẽ rút ngắn được thời gian trồng răng. Ca này chỉ cần 2 tháng là trồng được răng. Bây giờ thì chả còn gì nữa, bây giờ chúng ta chỉ cần đặt cái trụ lành thương vào và sau đó khâu đóng lại. Tại sao phải đặt trụ lành thương này? Bởi vì hôm sau chúng ta đỡ phải rạch lợi bạn ra lần nữa. Chúng ta chỉ làm qua lần thôi. Còn nếu mà chúng ta không đặt được cái trụ lành thương này, mình vùi cái implant xuống dưới thì hôm sau mình lại phải tiếp tục mình rạch lợi bạn nữa thì bạn lại đau. Cho nên mình sẽ phối hợp cả hai cái đó làm trong một lần hẹn. Ngoài ra thì bạn ấy hôm nay lại còn rất là dũng cảm nữa, tức là bạn ấy nhổ luôn cái răng 8 hàm trên. Rất là tốt. Bởi vì mình nhổ răng như vậy thì một lần đau, một lần uống thuốc thì giải quyết luôn. Nếu mà ví dụ mình có nghỉ ngơi thì mình nghỉ ngơi luôn. Mình đỡ phải chia ra nhiều lần phẫu thuật, tất cả những cái trường hợp phẫu thuật mà kết hợp được thì nên kết hợp. Nên có nhiều người có 4 cái răng 8 mà nhổ 4 lần. Thì rất là vất vả. 4 lần đau, 4 lần uống thuốc, 4 lần lấy đà, quá khổ. Quay bên anh chút nào. Cắm implant mà mình sẽ phải sử dụng thêm sự hỗ trợ bác sĩ chỉnh nha dựng trục thì cũng chỉ mới xuất hiện vài năm gần đây thôi. Ở nước ngoài thì lâu rồi, nhưng ở Việt Nam chúng ta thì khi mà bệnh nhân nói đến cái chuyện là sẽ phải dụng trục răng thì có vẻ như là bệnh nhân rất là thấy mất thời gian, nhưng mà thực ra thì một cái động tác rất là nhỏ thôi nhưng có ý nghĩa. Tại vì những răng đổ nếu mà không dựng ra thì cả đời sẽ đổ như vậy. Nhưng mình chỉ mất mấy tháng thôi thì mình cả đời nó sẽ được thẳng trở lại. Như vậy thì nó là cái mà mình đáng làm. Rồi bây giờ ta sẽ nhổ bên trên. Đây, sẽ đây. Đây nhé, mình sẽ xem nhé, cái răng hàm dưới đã cắm rất là đẹp rồi này. Bây giờ chúng ta sẽ nhổ luôn cái trên cho bạn. Rất là nhanh thôi. Ok. Mong chả nhìn thấy nó nữa cơ. Hơi cắn lại một chút cho anh nè. Rồi. Muốn nhổ được thì mình phải tìm thấy nó đã, nhưng mà cái này nó hơi hơi bán ngầm. Ok. Rồi, nhưng mà rất nhanh chóng người ta đã lấy ra được rồi. Đây, đơn giản đúng không? Okay. Hàm trên này thì chúng ta không cần khâu. Chả cần khâu làm gì cả. Rồi, đây, như vậy chúng ta đã xong công việc của mình rồi. Em tên là Huyền ạ, năm em 23 tuổi. Em cắm implant và nhổ răng 8 hàm trên ạ. Em thấy không đau và vẫn đang thoải mái ạ. Nhanh hơn suy nghĩ của em ạ.